Cắn đôi quả cà chua, giật mình thấy dâu tây bên trong. Anh chàng mang cho những người bạn học của mình xem, nhưng không ai có thể giải thích hiện tượng kỳ lạ này. Tại sao quả dâu tây chín mọng lại ở bên trong quả cà chua được? Theo People's Daily Online, Wang Xiaowen, sinh viên 24 tuổi người Trung Quốc, bỗng trở nên nổi tiếng sau khi chia sẻ bức ảnh quả cà chua có ruột là một thứ hoàn toàn kỳ lạ lên mạng xã hội vào ngày 23 tây tháng 3. Wang hiện đang học tập tại Viện Công nghệ Thẩm Dương. Chàng trai rất thích ăn cà chua và đã mua một ít từ siêu thị để ăn sau bữa trưa. Bề ngoài và mùi vị của nó hoàn toàn giống quả cà chua bình thường, nhưng khi quan nhìn kỹ thì phát hiện quả cà chua không hề có ruột hay hạt bên trong mà là một thứ giống như quả dâu tây. Quan mang cho những người bạn học của mình xem, nhưng không ai có thể giải thích hiện tượng này. Vừa bất ngờ vừa tò mò, chàng trai đã quyết định chụp lại và chia sẻ lên trang mạng Weibo với chú thích rằng: "Tôi có nên tiếp tục ăn quả cà chua này hay không?" Bài đăng của sinh viên này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý rộng rãi trên cộng đồng mạng. Một số người cho rằng quả cà chua có thể đã bị biến đổi gen, trong khi những người khác tranh cãi đây là kết quả của việc thụ phấn chéo. Thậm chí còn có người đoán rằng có thể do quả cà chua mọc một khối u trong ruột nó. Các chuyên gia nông nghiệp thì cho biết, thứ trong ruột quả cà chua mà cậu sinh viên thấy thực chất không phải là dâu tây mà là một phần của cà chua bị biến dạng. Quả cà chua có thể bị thiếu dinh dưỡng trong khi phát triển, hoặc có thể do những người trồng cà chua đã tiêm hoặc tẩm một loại hóc môn nào đó vào quả cà chua, khiến nó hình thành ruột cứng và khô, nhìn xa giống như quả dâu tây. Tuy nhiên, đây không phải quả cà chua có dâu tây trong ruột duy nhất trên thế giới. Năm 2010, một người tên là Dean Wilson ở bang Illinois, Mỹ cũng đã phát hiện một phần giống như dâu tây bên trong quả cà chua do chính tay anh tự trồng trong vườn nhà mình.